Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã sắp Tết rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết 5 mẫu smartphone 2 SIM giá cực kỳ tốt vào dịp Tết tại Di Động Việt, để các bạn có thể du xuân thoải thả ga mà không lo rằng tiền điện thoại lúc nào cũng phải đội lên giá cao. Chúng ta có thể sử dụng những cái SIM khuyến mãi. Và hôm nay thì với top 5 những smartphone 2 SIM giá tốt vào dịp Tết thì sẽ bắt đầu với chiếc Asus Zenfone Go. Zenfone Go thì chúng ta sẽ có một hiệu năng là với giá bán cực kỳ lợi thế, đó là modem giá rẻ này sẽ hỗ trợ một chip 4 nhân 1.3GHz của MediaTek, RAM là 2GB, cùng camera 8MP và màn hình rộng 5 inch có độ phân giải là HD. Tuy nhiên thì thiết kế của chiếc Zenfone Go không mỏng manh và thời trang, nhưng bù lại thì cảm giác cầm nắm và sự thoải mái tiện lợi của nó khá là tốt. Kèm theo đó là một cái hệ điều hành mà do chính Asus tạo ra, cảm giác khá là mượt mà và dễ dàng nâng cấp vì nó không có nhiều phân mảnh khác nhau. Thiết bị thứ hai mà mình muốn nói tới cho các bạn đó là chiếc MIUI M2. Có giá tương đương với Zenfone Go nhưng mà RAM là cũng là 2GB mà thôi. Màn hình là 5 inch, độ phân giải HD. Nhưng M2 dùng chip 4 nhân MediaTek MT6735, có hỗ trợ 4G. Đây là một trong những yếu tố kiên quyết các bạn có thể lựa chọn chiếc MIUI M2, bởi vì hiện nay Vinaphone là nhà mạng đầu tiên đang hỗ trợ 4G tại thị trường Việt Nam. Xét về cấu hình lẫn thiết kế, MIUI cũng nhỉnh hơn với camera là 13MP và camera trước là 5MP, cùng vỏ nhựa nguyên khối khá giống với phong cách những chiếc iPhone 5C. Tuy nhiên, thương hiệu MIUI đã chỉ là một cái thương hiệu mới vào Việt Nam mà thôi, nhưng đã tạo nên một cái tiếng vang khá là tốt trong lòng người tiêu dùng. Và chiếc điện thoại thứ ba mà mình nói tới đó là chiếc Xiaomi Redmi Note 3. Redmi Note 3 là một model giá rẻ tạo nên cơn sốt khá là lớn tại thị trường Việt Nam nhờ vào những trang bị cao cấp cũng như mức giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng mà thôi. Máy sở hữu một cảm biến dấu vân tay cực kỳ nhạy và vỏ kim loại nguyên khối, dung lượng pin là 4000mAh và một màn hình có độ phân giải là Full HD 5.5 inch. Hiện tại thì Redmi Note 3 đã có mặt tại Di Động Việt khá là lâu và vẫn được đánh giá khá là tốt trong những bài xếp hạng của Di Động Việt do ekip thực hiện. Và model tiếp theo của chúng ta đó là chiếc Obi. Obi FG1 là một sản phẩm có mức giá khoảng gần 3 triệu đồng mà thôi, nhưng đây là một sản phẩm 2 SIM. Mặc dù máy chỉ trang bị một bộ vi xử lý là MediaTek MT6580 có tốc độ sạc nhịp là 1.3GHz và RAM chỉ là 1GB. Camera chính là 8MP và camera phụ là 5MP, dung lượng pin là 3000mAh và bộ nhớ trong là 16GB. Cảm giác cầm nắm và cũng như sử dụng của chiếc FG1.5 này chúng ta không có gì có thể bàn cãi được. Ở cảm giác phần nhựa đằng sau được nhám giúp cho cái việc cầm nắm và bấm tay. Ở phần bo tròn bên dưới cảm giác khác hoàn toàn so với những thiết bị smartphone ra mắt gần đây. Nó phải nói rằng chiếc SG1 có một cái hệ điều hành và cũng như giao diện khá là mượt mà. Mặc dù RAM chỉ 1GB nhưng mà khi chúng ta sử dụng thì máy chỉ cho phép chạy một ứng dụng sử dụng RAM mà thôi. Vì vậy mặc dù RAM 1GB nhưng máy sử dụng khá là mượt mà. Và hãng này thì do cựu CEO của Apple sáng lập, và điều này còn cho phép Obi Warphone có nhiều điểm khá là nổi bật. Và thiết bị cuối cùng mà mình nhắc đến top 5 những smartphone 2 SIM dành cho dịp Tết đó là chiếc Oppo Neo 7. Oppo Neo 7 thì mới ra mắt đây thôi, có một bộ xử lý là MediaTek MT6582, có chip 4 nhân, 1.3GHz và RAM 1GB. Ngoài ra thì máy còn có một hệ điều hành Android Lollipop 5.1 trên giao diện ColorOS 2.1 của Oppo, giúp cho việc sử dụng cũng như là những tính năng nhỏ, tiện ích, rất là dễ dàng sử dụng. Camera chính là 8MP và camera phụ selfie vô đối đó là 5MP. Máy có một bộ nhớ trong là 16GB, dung lượng pin là 2420mAh và có hỗ trợ thẻ nhớ microSD. Và đó là top 5 những smartphone 2 SIM đang có bán tại Di Động Việt với mức giá vô cùng tốt vào năm 2016 này. Nếu các bạn thấy video, xin đừng quên like, share và để lại comment bên dưới những suy nghĩ của các bạn nhé. Mọi thắc mắc về sản phẩm các bạn có thể truy cập vào website www.diđongviet.vn hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 2006. Xin chào và hẹn gặp lại.